Thúy Ết Vân xin gửi lời chào tất cả mọi người ngày hôm nay. Rất cảm ơn mọi người đã đến đây ủng hộ rất là đông đủ. Sau với những cái niềm vui rất là vui khi thấy quý vị đến đây ủng hộ cho hội Vina HF, nhưng mà cũng sau đó cũng có những cái nỗi rất là lo, tại anh em bỏ rất nhiều công sức mấy tháng vừa qua để tổ chức một buổi tiệc ngày hôm nay. Nhưng mà chắc chắn không thể nào có những cái sơ sót. Thì hôm nay để thay mặt ban tổ chức, Vân xin được xin quý vị lòng mà tha thứ qua nha. Rồi phần thứ hai ở đây là Vân rất là cảm ơn có những người vì Vân được, đã đến đây, và có những người không đến mà vẫn gửi check để mà donation ủng hộ, và có những người đến đây vì Đoan Hồ, Hồng Nhung, và có những người bị bắt Vân bắt ép tới đây biết không. Thì Vân là thật tình rất là cảm ơn ha. Hôm nay Vân sẽ được tuyên bố số tiền mà góp được lúc mà ca sĩ đi vòng vòng đó. Đây là số tổng cộng mà ca sĩ quyên góp cho chúng ta là 3.774 đồng. Một lần nữa rất là thành thật cảm ơn quý vị. Cảm ơn chị rất là nhiều. Thank you. So you guys are ready for part 2? Lớn lên chung nữa đi, còn nữa mà. Không nhảy là không về đó đấy. Yeah? Alright. Đêm hôm nay Jimmy cũng xin giúp vui cho quý vị, và cũng trình bày cho quý vị và mời quý vị ra sàn nhảy với vũ điệu Cha Cha Cha, Old Carol. Và Jimmy cũng xin mến tặng những cô nào tên Carol. Rồi, Jimmy chưa bao giờ tập với ban nhạc á. Xin quý vị ra sân nhảy một lần nữa với vũ điệu Cha Cha Cha. Come on.